Thanh Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Tin buồn, khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc có tuổi đời 2.000 năm, cực kỳ nổi tiếng đã bị chìm trong biển lũ, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình vô cùng buốt ruột, nhưng không thể làm gì được trước sự trừng phạt của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc bắn vào thiên nhiên một viên đạn, nên bây giờ đã nhận lại bằng một quả bom nguyên tử. Mẹ thiên nhiên đang nổi giận để trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi vì chính quyền của ông Tập trong thời gian vừa qua đã gây ra rất nhiều tội ác và sai trái cho nhân loại. Thưa quý vị, nếu như ai đã từng một lần đặt chân tới khu du lịch mang tên Phượng Hoàng cổ trấn nằm trên một nhánh của sông Dương Tử, cách con đập Tam Hiệp khoảng 10 cây số, hẳn quý vị đều sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ và bất tận của nó. Nơi đây đã tồn tại được 2.000 năm, là một trong những kỳ quan nổi tiếng và tự hào bao đời nay của Trung Quốc. Tuy nhiên hôm qua, thì chính quyền của ông Tập Cận Bình buộc phải thông báo một tin cực buồn cho truyền thông của nước này biết rằng toàn bộ khu Phượng Hoàng cổ trấn nói trên đang bị chìm trong biển nước khi chính phủ của Bắc Kinh quyết định cho mở hai cửa xả của con đập Tam Hiệp. Điều này đã được chính quyền của ông Tập dự báo trước là sẽ có lũ quét. Tuy nhiên thì phía Trung Quốc lại không ngờ được rằng mưa to, gió lớn, động đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đã làm cho khu du lịch nổi tiếng kể trên chịu ảnh hưởng nặng nề đến như vậy. Dự báo phải mất nhiều năm sau cũng không thể nào khôi phục được hiện trạng của khu du lịch này. Điều này đã gây ra thiệt hại không hề nhỏ cho hơn 100 triệu người dân đang sinh sống ở đây và gây thiệt hại nặng nề tới kinh tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết lũ lụt ở Trung Quốc gần một tháng nay đã làm cho nhiều người thương vong và mất tích. Sau những chần chừ và im lặng khó hiểu của chính phủ Trung Quốc, thì ngày hôm nay, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, cuối cùng cũng đã lên sóng truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV để kêu gọi toàn dân phòng chống lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Bởi vì Trung tâm Dự báo và Phòng chống thiên tai của Trung Quốc ra thông báo khẩn cấp rằng trong những ngày tới, Trung Quốc tiếp tục gánh những hậu quả khôn lường đến từ thiên nhiên. Có những trận mưa to đến rất to, lượng mưa khổng lồ đang từ trên trời rơi xuống sẽ đổ về các con sông, gây ra lũ bùn, lũ quét và sạt lở đất đá và cảnh báo vỡ đê sẽ xảy ra trên nhiều nơi. Trước tình hình cấp bách kể trên, người đứng đầu Trung Quốc ông Tập đã cho lực lượng quân đội của nước này tham gia phòng chống thiên tai cùng với những người dân. Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc cũng đã được trang bị máy phát hiện sự sống, chó nghiệp vụ, đã được cử đến điều tra từng nhà để giải cứu người dân, trong khi những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Trước đó, thì Đài Phát thanh Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cảnh báo rằng mưa lớn và lũ quét sẽ xuất hiện ở các tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Quảng Châu, Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên và Sơn Đông trong một vài ngày tới, biến các khu vực này thành rốn lũ và đe dọa đến địa chất ở những khu vực trở nên trầm trọng hơn, nhiều khả năng sẽ xảy ra sạt lở, lũ quét, động đất và sóng thần. Người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn quốc hãy nỗ lực toàn diện để ngăn chặn thảm họa nói trên, tăng cường công tác cứu trợ, cứu nạn, ưu tiên đảm bảo tính mạng và an toàn của người dân. Theo Tân Hoa Xã cho biết, khu du lịch nổi tiếng 2.000 năm mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nếu như trong một vài ngày tới, lượng mưa to không chấm dứt và tính tới thời điểm hiện tại thì đã có trên 100 người đã tử vong và rất nhiều người bị mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà, xe hơi bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, hàng ngàn doanh nghiệp và các tập đoàn phải đóng cửa. Các trường hợp tử vong chủ yếu là do mưa to, lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ từ trên núi tràn về, khiến cho mực nước tại các con sông dâng lên đến rất cao và đột ngột, lên tới 10 mét và có nơi lên tới 15 mét so với mực nước biển. Mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát. Được biết, lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm 24/24 giờ để tìm kiếm tại những ngôi làng bị lũ lụt và xung quanh khu vực có người bị mất tích. Phạm vi tìm kiếm lên tới 50 km về phía hạ lưu. Nhiều hình ảnh và video trên mạng xã hội đã truyền tải và ghi được những hình ảnh từ trên cao cho thấy tình hình lũ lụt nghiêm trọng. Nó cuốn hàng triệu xe hơi và nhà cửa của Trung Quốc. 5 cây cầu đã bị đánh sập. Hệ thống lưới điện quốc gia bị đứt mạch, giao thông bị nhấn chìm. Nhiều người đã bị cô lập và tất cả những điều trên đang làm cho người đứng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đang ăn không ngon, ngủ không yên.
Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông ta giờ chỉ biết cầu nguyện để có một phép màu giải cứu tình thế cấp bách nêu trên của phía Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh đang bị lực bất tòng tâm. Còn các nước trên thế giới thì không một nước nào ủng hộ hay ra tay giúp đỡ phía Trung Quốc, bởi vì nếu như giúp đỡ họ, họ sẽ lại quay sang cắn lại thì sao? Đây là một điều mà không có một ai trên thế giới ra tay giúp Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất mới và rất được nhiều người quan tâm đến lũ lụt của Trung Quốc, đó là liên quan tới khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn nổi tiếng có niên đại 2.000 năm trước công nguyên. Tờ báo South China Morning Post của phía Trung Quốc cho biết nước lũ đã và đang nhấn chìm Phượng Hoàng cổ trấn, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp trên thế giới. Tờ báo của Trung Quốc cho biết Phượng Hoàng cổ trấn nằm trên một nhánh sông Trường Giang là địa điểm mới nhất bị ngập khi mà lũ lụt tàn phá miền Nam của Trung Quốc vài tuần qua. Các video và hình ảnh được người dân của Phượng Hoàng cổ trấn, một thị trấn hơn 2.000 năm nằm trên một nhánh sông Trường Giang của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc cho thấy, dòng nước lũ chảy quần quận đang chảy qua những con phố trong thị trấn. Có những khu vực nước ngập lên đến tận nóc nhà, khiến ít nhất hàng trăm người bị mắc kẹt. Và ở những khu vực hiện đại hơn của thị trấn thì xe cộ và người đi bộ đã vật lộn di chuyển qua những dòng nước lũ đục ngầu. Phượng Hoàng cổ trấn có niên đại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc năm 770 và 476 trước công nguyên, là điểm du lịch nổi tiếng và đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO, công nhận. Phượng Hoàng cổ trấn là di sản văn hóa của thế giới vào năm 2008. Thị trấn này nằm trên thượng nguồn con đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Từ đầu tháng, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn với nhiều thành phố ở thượng và hạ nguồn con đập Tam Hiệp chìm trong nước lũ. Theo cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Và nếu như không cẩn thận thì Phượng Hoàng cổ trấn sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc và nhiều người lo ngại rằng khu du lịch này sẽ bị nhấn chìm trong nước lũ nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không đưa ra những quyết đoán. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đã phải hứng chịu liên tục mưa như chút trong những ngày vừa qua, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bước vào mùa mưa lũ. Đập Tiểu Lãng, một trong những con đập lớn thứ hai trên thế giới nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, cũng đã bắt đầu xả lũ và gây ra tốc độ ngập lụt nghiêm trọng cho 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lãm Khê trên thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt mức cảnh báo 28m so với mực nước biển. Vào tối ngày hôm qua, các nhà chức trách đã thông báo rằng lũ lụt đã bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường và tình trạng khẩn cấp cấp 4 được thông báo về sông Hoàng Hà. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, sau khi con đập Tam Hiệp xả lũ với tốc độ là 34.700 mét khối trên một giây, vấn đề lũ lụt đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết đối với các thành phố phía Trung Quốc. Thành phố Nghi Xuân thuộc tỉnh Hồ Bắc chỉ nằm cách con đập khoảng 40 km đã bị ngập sâu, khiến cho nhiều người dân đổ lỗi cho con đập Tam Hiệp xả lũ. Cục Tài nguyên nước của thành phố Chiết Giang cũng đã chỉ ra rằng 20 hồ chứa lớn và nhỏ tỉnh Chiết Giang cũng đã vượt mức báo động. Được biết, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Phượng Hoàng cổ trấn, địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, đã có mưa lớn liên tục làm cho nước sông Đà Giang tràn bờ và vỡ đê. Cây cầu đá nhảy nổi tiếng ở Phượng Hoàng cổ trấn nằm trên sông Đà Giang cũng đã bị nhấn chìm, trong khi các điểm du thuyền đều phải ngừng hoạt động. Toàn bộ thuyền bè phục vụ cho du khách tham quan thường ngày đều được di chuyển ra nơi khác và cho rằng Phượng Hoàng cổ trấn đang bị nhấn chìm từng ngày, từng phút và từng giây. Nếu như lượng mưa ở khu vực này trong những ngày tới không thuyên giảm, thì khả năng cao nó sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc. Đây là một trong những tin cực buồn cho chính quyền của ông Tập Cận Bình và hiện các cơ quan đầu não của chính quyền ông ta ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng sốt ruột. Họ đang điều động rất nhiều lực lượng quân đội và các ban ngành để cùng người dân chống lại lũ lụt ở Phượng Hoàng cổ trấn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi mọi ý kiến đóng góp. Quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp thắc mắc cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp của kênh Tin Mới 24 giờ.